Xin chào tất cả các bạn. Đợt vừa rồi thì tôi cũng khá là bận rồi, vừa xong đi Sài Gòn về, xong rồi một đống công việc đổ vào đầu rồi mẹ chụp ảnh các quay phim các thứ. Mệt quá cho nên là bây giờ mới làm được thêm clip nữa. Hôm nay thì tôi sẽ làm clip unbox. Đây là một hộp và trong này có vài con rắn. Chúng ta hãy cùng xem là có những con rắn gì trong này nhá. Mình mới được gửi sáng hôm nay. Sáng sớm hôm nay luôn ấy, là tàu về đến Hà Nội là 5 giờ, 5 rưỡi là phải ra ga nhận. Nhưng mà tôi lại đang ở quê vợ cho nên là không nhận được, cuối cùng phải nhờ thằng em ra nhận hộ. Cho nên bây giờ là tối muộn rồi mới về đến nhà này. Và bây giờ mới quay clip unbox cho các bạn xem. Trước khi quay clip unbox thì có một chia sẻ nhỏ như thế này. Là mình thấy cũng khá nhiều bạn có vẻ quan tâm đến cái bộ tóc này của mình. Và mình xin biệt mí luôn là cái này, tóc này nó tên là Dreadlock. Nếu mà anh em nào ở Hà Nội ấy, mà muốn làm ấy thì có thể inbox cho mình. Mình sẽ giới thiệu sang cho thằng em mình là nó chuyên làm Dreadlock cho mình. Bây giờ chúng ta cùng mở hộp nha. Đây là hai con rắn giáo hoa, hay còn gọi là long thờ núi. Con này sau này phát triển đến kích thước rất là to. Và đây là con rắn hổ ngựa, hay còn gọi là sọc dưa, rắn rồng các thứ. Nhưng tên tiếng Anh của nó là Rabiat Rattlesnake, có nghĩa là rắn bức xạ. Nghe tên rất là hay. Rồi, ở đây mình có con rắn giáo hoa, hay còn gọi là long thờ núi. Còn hổ thì không biết hổ gì luôn. Bình thường ấy, bọn rắn giáo là có rắn giáo thường và rắn giáo cây ấy, về tí này. Hay trong các quán nhậu ấy, rắn giáo trâu là bọn long thừa ấy, hổ vẹn. Đấy, là những con đấy rồi, nhiều tên địa phương quá. Thì những con đấy cũng khá to, nhưng bọn này là cái bọn to nhất trong rắn giáo này. Này, nó là rắn giáo hoa, là cái bọn to nhất mẹ luôn. Đi đường từ trong Sài Gòn ra đây mất 2 ngày, đi tàu. Đây, mình đã chuẩn bị sẵn chỗ ở cho nó rồi. Rồi, các bạn có thể nhìn thấy. Đây là con... Đây là rắn giáo hoa. Đây, nhìn cái... để phân biệt là các bạn nhìn cái đuôi nó là biết. Trông nó khác hẳn rắn rắn giáo trâu luôn. Đuôi khác hẳn luôn nhá. Đấy, người như kiểu có hoa ấy, đẹp lắm. Con này là con bé rồi. Sau này nó to lắm, như con lần trước tôi quay clip ấy. Vào đi con, vào đi. Vào. Con này mà. Rồi, đây lại là một con giáo hoa khác. Ôi, đang khá là khó chịu bởi vì là ở trong chuồng đi khá rất là lâu rồi. Nhưng mà bọn này khá là hiền, bọn này không cắn. Mặc dù nó đang rất là khó chịu bởi vì là nó vừa mới đi đường mất 2 ngày. Ôi thôi, xin lỗi. Thôi. Thôi đừng khẽ tao nữa, tao mệt lắm. Hay vào đây con, vào đây. Vào đây. Vào đây. Thôi, anh ơi đừng khẽ em. Thôi. Đừng khẽ em mà. Đây nhìn này, nó cuốn tay tôi này. Đẹp vãi luôn. Con này đang vừa lột da nhưng mà nó bị khô da này. Vậy cùng cho vào trong chuồng. Để tạo vào đây đã. Rồi, tí nữa cho nó vào sau vậy. Như tôi đã từng giới thiệu với các bạn về con long thừa núi mà 5 cân ấy. Thì con này cũng là long thừa núi, nhưng con này là nó nhỏ hơn, nó khó chịu này. Nhìn cổ nó banh ra này. Nhưng mà con này không cắn, thế mới tài. Con này rất là hiền. Mắt to tròn luôn, ôi thôi. Mắt to tròn đẹp luôn. Tôi vừa mới lấy một đôi nhá. Bọn này là cái bọn tôi thích nhất trong bọn rắn giáo. Một con giáo trâu với các thứ thì tôi không thích con đấy. Thích mỗi con này thôi. Thì con này quá đỉnh,
mắc size sau này to lắm, như tầm 4 mét thì phải. Nói chung là chỉ to sau mỗi hổ mang chúa thôi. Như trước tôi đã nói ấy, nó này nó là rat snake, nó là kill rat snake, cho nên là tất nhiên thứ gắn thích nhất của nó là chuột rồi. Và bọn này là có nghĩa là các bạn tìm tên tiếng Anh ấy, có rat snake thì có nghĩa là rắn nước không độc, là rắn ăn chuột. Cất con này đi nha, để nói về con rắn hổ ngựa nha. Vào đi con, không vào à? Cuốn tay tôi cực chặt luôn, nó thành nút thắt mẹ luôn rồi. Bây giờ phải cho vào chuồng, xong rồi xịt ẩm cho nó, để cho nó có đủ độ ẩm để nó lột da nữa. Đó, rồi. Và con cuối cùng trong ngày hôm nay chính là con Long Thừa Adam. Thì mẹ lại nhầm. Con này tên là cái gì nhỉ? Hổ ngựa à? Đâu lắm thể loại rắn hổ thế nhỉ? Đâu cũng gọi hổ. Con này thì khá là dữ. Không biết con này có cắn không đây. Loài bọn này thì khá là dữ. Đó. Đây chính là con hổ ngựa của chúng ta. Con này ở Việt Nam rất là nhiều, xung phân bố khắp luôn. Và con này khá là dữ nha, bình thường nó cong cong người này, nó chuẩn bị tự vệ nó đạp này. Khi mà nó tự vệ chán chê không được ấy, nó bắt đầu giả chết, phải rất mất dậy. Đó, nó tự vệ này. Nó nhìn tôi này. Đầu nó như kiểu có gimbal luôn. Chúng dũng ấy là há mồm nó dọa này. Đó, nhìn thấy chưa, các bạn có thể nhìn thấy là há mồm nó đang dọa tôi này. Ai làm gì mày đâu? Con này có tên tiếng Anh rất là hay, nó là Radiat Rasnake, có nghĩa là rắn bức xạ, rất là xịn. Con này có thể lên được đến tầm mất 7-2 mét gì đấy, cũng khá là to. Thức ăn bình thường thì cho ăn chuột với cả ếch nhái cũng được, cho ăn chuột cho dễ. Chuột sống chết ăn hết mà. Xét chuồng thì nên xét chuồng khô khô một tí nha. Nhưng bọn này nó là rắn, nó không phải là loài rắn trèo cây, nhưng bọn này lại khá thích trèo cây để có thể quan sát môi trường xung quanh. Nên là khi các bạn set up bể thì các bạn có thể cho thêm vài cúc khay giả và cho đẹp. Và cái thứ không thể thiếu ấy, đó chính là một cái bát nước để nó có thể chui vào đấy ngâm mình mỗi khi stress hoặc vào uống nước. Đôi khi đi vệ sinh vào đấy luôn. Cũng cứ há mồm này, sợ chết mẹ. Bọn này có các cái tự vệ rất là hay. Vẫn cứ há mồm này. Đang kiểu thôi miên, như kiểu thôi miên hồn hổ mang. Đấy, nó quay ra nhìn rồi này. Sợ chưa? Đấy. Nhưng các bạn yên tâm là bọn này cũng là rat snake, cho nên là nó sẽ không độc. Và cắn thì đôi thì nó chỉ chi chít dấu răng trên tay thôi. Và răng nó chỉ bẹp tí như kiểu kim châm thôi, nên không phải lo sợ gì nha. Mẹ con điên này, nó cứ há mồm ra nó dọa mình. Thế các bạn nhìn thấy, ơi. Đó. Nó há mồm nó dọa này. Ai làm gì mày mà cứ dọa? Hết dọa chưa? Đây các bạn nhìn rõ hơn này. Nó uốn cong người này, nó tự vệ đấy. Nó dọa dọa ấy. Nó bắt đầu nhìn tôi lại tôi này, há mồm ra. Con này khá dữ nhưng mà các bạn không phải lo lắng gì cả, vì là rắn này nó cũng vô hại, mà nó cắn thì cũng không đau bằng chó mèo cắn là cái chắc rồi. Cho nên là không phải lo lắng lắm. Các bạn khi nuôi rắn thì đừng có hỏi là rắn có cắn không nha. Vì đôi khi các bạn mang rắn của về và rắn của các bạn stress chẳng hạn thì nó có thể cắn này hoặc là bỏ ăn các thứ này.
Nhưng mà bọn mình nói thật với các bạn nhé, là kể cả chó, mèo, chuột chứ các thứ nó đều cắn hết mà, chứ đừng có hỏi là rắn có cắn không nhé. Hỏi buồn cười, bất kỳ con gì có mồm đều cắn hết. Ok, lại há mồm tiếp này, cho nó thử cái này chơi xem. Ngậm đi con, ngậm đi. Khôn phết này. Đó. Con này khá đẹp này, người vàng vàng này. Đồ, bình thường bọn hổ ngoài tự nhiên Việt Nam tôi thấy có vài con đen xì hoặc vàng ươm này, đẹp lắm. Con này là được anh Hắc Vũ nhầm, không phải anh Nguyễn Vũ cho, anh Nguyễn Vũ ở Sài Gòn. Hai con vừa rồi này, hai con Long Thừa Núi vừa rồi mua của anh Hắc Vũ. Rồi bây giờ tôi vừa nói sơ qua cho các bạn về cái con rắn ở trong hộp rồi. Và bây giờ đói quá, có khi là bây giờ tôi phải kiếm cái gì ăn đã, không chết mẹ đói. Con này nó cứ nhìn mình nó cứ đòi cắn đấy nhỉ. Ai vì mày ngoan chưa? À về còn về chế độ sinh sản của bọn này nữa. Bọn này thì sinh sản khá là dễ, nếu mà các bạn muốn cho sinh sản thì có thể cho một con cái và một con đực vào trong cái chuồng nuôi với nhau. Rồi nó sẽ sinh sản một cách rất là tự nhiên thôi, không cần phải cố ép cho sinh sản gì cả. Vì bọn này nó sinh sản rất là khá là dễ. Và nó cũng là bản địa của Việt Nam mà. Khi nào mà trứng đẻ ra thì các bạn có thể lấy trứng ra ấp là được. Như là khoảng tầm 84 độ F thì phải, là bao nhiêu độ C ấy nhỉ? Chắc tầm 30 độ gì đấy. Và bây giờ tôi sẽ cất con rắn này đi để cho nó vào chuồng của nó, cho nó đỡ stress nha. Đi vừa đi đường xa mệt rồi. Ok, xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Lại há mồm rồi. Chào tạm biệt đi mày, đừng há mồm nữa. Đây, đây, quay đây chào tạm biệt này. Đây, 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 đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Chào tạm biệt mọi người đi. Đấy. Tạm biệt, tạm biệt.